Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 5 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Ca Covid ở thành phố Hồ Chí Minh ghé quán cơm Long An tức tốc phong tỏa trong đêm, và theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, thành phố Hồ Chí Minh thông báo có trường hợp mắc Covid-19 từng ghé ăn tại thị xã Kiến Tường, Long An vào ngày 31 tháng 5, CDC Long An đã tiến hành truy vết và cách ly tập trung 4 trường hợp nhân viên tại quán có tiếp xúc với trường hợp này. Vào rạng sáng ngày 5 tháng 6, nhiều người dân tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lo lắng thấy rõ khi lực lượng phong tỏa dịch phong tỏa khử khuẩn tại một quán ăn trong khu vực này, và trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An cho biết đây là trường hợp do thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một ca mắc Covid-19, và thông báo lịch sử dịch tễ cho thấy bệnh nhân này từng ghé quán ăn tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường vào ngày 31 tháng 5. Lực lượng phòng dịch thị xã Kiến Tường đã tổ chức truy vết F1 tại quán ăn này ngay trong đêm, xác định được 4 F1 là nhân viên tại quán và lúc phục vụ khách là bệnh nhân Covid-19, thì 4 nhân viên này đều có đeo khẩu trang. Ngoài ra có truy vết được 51 ca F2 và 188 F3. Tuy nhiên thì 4 trường hợp F1 này vẫn được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An đã nhanh chóng tiến hành xét nghiệm PCR và sáng nay cho ra kết quả âm tính. Tính đến nay thì tỉnh Long An đã có 10 ca mắc Covid-19, đã có 3 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, và đáng kể là một trường hợp một công ty ở khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc có công nhân ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh mắc Covid-19 và tiến hành truy vết ra là 109 ca F1 và 189 F2, nhưng xét nghiệm cho ra kết quả âm tính. Từ ngày 5 tháng 6, Long An cũng thực hiện việc siết chặt hơn người từ các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đi về địa bàn tỉnh này. Theo đó, những trường hợp ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 đã từng đến các địa điểm dịch được Bộ Y tế công bố khi về Long An phải cách ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm đủ 4 lần. Còn những người không đến các điểm dịch phải tự cách ly tại nhà 14 ngày và xét nghiệm đủ 3 lần. Chi phí cách ly và xét nghiệm những người này đều phải tự chi trả. Và đó là thông tin ngày 5 tháng 6 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký và chuông để theo dõi những cái thông tin mới nhất trong ngày. Tạm biệt anh em.